Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Ngọc Lan, Hoàng, Trầm Thủy tiếp tục gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến bầu cử và kéo dài cho đến 10 giờ sáng cùng với thời sự thế giới luôn. Và chúng tôi trở lại với cái chuyện của California để nhiều người thắc mắc không biết được năm nay đó, ở riêng California có những cái dự luật. Và những dự luật này nếu thông qua sẽ ảnh hưởng đến chúng ta về lâu về dài. Ghê gớm lắm. Trong đó có luật ảnh hưởng đến con em của quý vị và con em của chúng tôi cũng như Ngọc Lan. Thì từ từ chúng tôi gửi đến quý vị. Thứ nhất đó, luật 14 bonds, cái này thì cũng đơn giản thôi. California sẽ tốn tiền hơn nữa, cung cấp 5.5 tỷ Mỹ kim để nghiên cứu về tế bào gốc, Stem Cell Research Institute. Cái chuyện này bên những cái tiểu bang bảo thủ như Texas là họ chống dữ lắm. North Dakota, South Dakota, những tiểu bang màu đỏ đó là không có cái chuyện lấy tế bào gốc để nghiên cứu, trong đó lấy người ra người đại khái thì. Nhưng mà California thì rất là thoải mái cái chuyện đó, cấp tiến lắm, cho nên California màu xanh là như vậy, cho nên chúng ta vẫn dùng cái số tiền này. Thì nếu quý vị vote yes á, thì mình sẽ cho phép California cung cấp công trái phiếu, mình nợ thêm nữa. Thứ hai, dự luật 15. Tối ngày hôm nay thì luật sư Nguyễn Quốc Lân sẽ giải thích thêm nữa. Chúng tôi có mời luật sư Nguyễn Quốc Lân đến, nhưng mà ngay bây giờ thì chúng tôi gửi đến quý vị chi tiết để mà rồi tối nay ông sẽ giải thích thêm. Buộc, đây cái đặc tin vô cùng quan trọng nè. Nhất là những quý vị nào giàu có, trong đó mình cũng biết là Ngọc Lan làm chủ những cái building cho thuê mướn khắp nơi, phải không? Nếu như quý vị đang làm chủ một cơ sở thương mại mà quý vị cho mướn cái cơ sở thương mại đó đó, đặc biệt là commercial đó, thì sẽ dựa trên thuế, trên định giá hiện nay. Ngọc Lan mua cái building đó năm 1990, mới sang đây là mua rồi, phong lúc đó có 200.000 thôi. Bây giờ là 2 triệu đô, Ngọc Lan phải trả thuế trên 2 triệu đô, chứ Ngọc Lan không có trả thuế trên 500-600 ngàn nữa. 200 ngàn thì mỗi năm nó tăng lên chút đỉnh. Tăng lên tí xíu. Thì nó giống như cái thuế thổ trạch của nhà mình đó, năm nào nó cũng tăng chút. Thì cái giá trị của cái miếng mà Ngọc Lan mua, tôi dùng Ngọc Lan cho nó dễ hiểu, chứ thật sự Ngọc Lan không có ôn cái gì hết quý vị à. Chỉ có vài cái ngôi chợ thôi phải không? Thì đó là lý do mà họ nói rằng sẽ ảnh hưởng đến quý vị giàu có, nhiều người chống lắm. Trong cái chuyện này lắm. Rồi affirmative action là những cái chuyện mà về cho những người gốc phi châu, những người thiểu số đó, đặc biệt là những người gốc phi châu. Thì bên phía mà chống đối thì họ nói họ không đồng tình với 1996 affirmative, tức là trường học đại khái chỉ lựa chọn bắt buộc là phải có thành phần gốc phi châu vào, thí dụ như thế. Mặc dù cái tiêu chuẩn đó có những cái người mà học sinh nó không đủ tiêu chuẩn, mà bởi vì đi theo các affirmative action khiến cho trường đó phải chọn lựa những cái người gốc phi châu, thì khiến cho người châu Á, người Mỹ trắng họ không có được cơ hội vào, mặc dù họ rất là giỏi. Thì cái chuyện đó bây giờ họ muốn chống đối. Số 17, những người nào từng ở tù tội hình đó, và kể cả những người mà hiện nay đang bị quản thúc, parole, có nghĩa là quản thúc ở đây, quý vị ra tù rồi nhưng mà hàng tuần hay hàng tháng quý vị vẫn phải đến sở cảnh sát địa phương của mình để trình diện đó, vẫn được đi bầu như thường. Trước tới giờ thì California và nhiều tiểu bang khác không cho phép, một khi đi vô tù về tội hình giết người, hãm hiếp vân vân đó, là không được bầu phiếu. Bây giờ họ thấy cái chuyện đó cũng bất công, bởi vì cái quyền bỏ phiếu. Người ta đã trả xong cái án đó rồi. Rồi, California là đầu tiên 17 tuổi là được bỏ phiếu rồi. Nếu như sinh nhật của quý vị là sang năm là 18, thì năm nay quý vị được đi bỏ phiếu, năm 2020 được bỏ phiếu, thí dụ như vậy. Nhưng mà cái chuyện này nó phải với điều kiện là quý vị đồng ý. Thì quý vị có đồng ý hay không? Cho phép con em của quý vị 17 tuổi được đi bỏ phiếu, 17 hay 18 cũng thế thôi.
Rồi, đây là cái luật mà sẽ ảnh hưởng đến con em của quý vị cũng như con em của chúng tôi và Ngọc Lan nè. Số 19. Ngay bây giờ Ngọc Lan có một cái cơ sở tài sản ghê gớm, Ngọc Lan sẽ chuyển hết cho con em của mình về lâu về dài. Thì con em của mình khi mà hưởng lại cái tài sản đó là phải đóng thuế transfer. Giống như bình thường. Ngay bây giờ thì các em không, ngay bây giờ đó không có sao hết. Ngay bây giờ thì nếu mà chúng ta chuyển nhượng tài sản cho con em của mình á, thì nếu mà đang đóng thuế ở mức 1% thì các em vẫn đóng 100%. Nhưng mà nếu luật này được thông qua đó, các em phải đóng thuế hiện hành, nó có thể lên mấy phần trăm, đại khái như vậy. Cho nên cái luật này về thuế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con em của quý vị cũng như chuyển nhượng tài sản. Tuy nhiên nếu cái số tiền chuyển nhượng tài sản dưới 1 triệu Mỹ Kim thì nó lại khác. Nó có nhiều cái rắc rối. Law Enforcement số 20 liên quan đến việc mà lấy di truyền thể rồi lấy hồ sơ của những tù nhân được ra khỏi tù vân vân thì cần thay đổi các chính sách này. Housing cho phép chính quyền địa phương có quyền lực để có thể áp dụng rent control hay không, từ trước đến giờ không được, mà quận có khả năng để mà áp đặt cái việc mà buộc người dân phải đóng tiền thuê. Bởi vì do cái vụ Covid là nó đưa ra cái dự luật này, bởi vì Covid-19 á, nhiều người không có khả năng trả tiền nhà đó. Rồi có những cái chủ nhân á, cứ năm họ có lên mấy phần trăm, bởi vì cái tiền đất, cái khu vực của họ đang phát triển tốt đẹp, thì bây giờ không cho phép làm chuyện đó nữa, với điều kiện là chúng ta phải đồng ý cho phép Garden Grove hoặc Westminster được rent control. Thì cái chuyện đó cũng tùy theo. 22 là Uber, Lyft bỏ tiền ra biết bao nhiêu để mà kêu gọi chúng ta bỏ phiếu no cho 22. Bởi vì Uber nói nếu mà 22 mà thông qua đó là Uber phải bắt buộc xem những người tài xế đó là những người làm việc thực sự, employee, chứ không phải là thầu nữa. Hiện nay đó thì những người lái xe cho Uber là họ thầu thôi. Nhưng mà California thì có cái luật về bảo hiểm tai nạn tại sở làm, rồi bảo hiểm y tế nữa. Cho nên họ nói Uber giàu có như vậy mà không có công bằng khi mà làm việc ở California. Uber hứa hẹn nếu mà dự luật này thông qua họ bỏ chạy. Phá sản hả? Nhưng mà họ không, họ bỏ California, họ chạy sang các tiểu bang khác thì cũng kẹt. Bởi vì người già hoặc là chúng ta đi nhậu á. Anh Thị lo chuyện đi nhậu, không có Uber kêu về. Không, quý vị biết đó, cái dịch vụ của Uber là dân nhậu là mê nhất. Bởi vì an toàn, tốn có mấy đồng bạc thôi mà về tới nhà an toàn. Dự luật số 23, healthcare. Cái này nó, tôi thấy đó là để bảo đảm cái chuyện mà thay máu, lọc thận nó an toàn, cho nên họ bắt buộc phải có người bác sĩ ngồi đó cho đến khi nào mà xong. Thì cái chuyện này nó cũng tốn kém dữ lắm. Nhưng mà họ muốn rõ ràng là phải có physician on site. Những cái phòng mà quý vị thấy từ trước tới giờ đó là họ đâu cần có bác sĩ đâu. Bác sĩ tốn kém lắm. Họ chỉ có một cái người chuyên viên hoặc là một y tá giúp cho quý vị khi mà quý vị đến đó để lọc máu, lọc thận, vâng, thì cần phải có. Rồi dự luật số 24 cho phép thêm chúng ta, quý vị, được quyền cho phép các công ty sử dụng các hồ sơ cá nhân của mình. Cái chuyện này nó cũng rất là quan trọng. Privacy Act. Số 25. Cái chuyện này cũng đã được đề cập liên quan đến những người tội phạm á, những cái tội nhỏ, những cái tội lớn thường á là phải đóng tiền bail tại ngoại hầu tra. Bây giờ thì thay đổi cái cash bail, có nghĩa là nếu dự luật 25 này được thông qua đó, những người tội phạm mà nhỏ thôi thì thay vì phải dùng tiền mặt đó, thì tùy theo ông quan tòa, nếu mà ông thấy rằng cái người này không đến nỗi mà gây gì hết, những cái tội quá nhẹ đó thì không cần đóng. Bởi vì họ thấy đó, đa phần những người mà phạm vào những cái tội ma túy, những cái tội nhỏ thôi đó, mà lại là người gốc Phi Châu nữa, họ không có tiền họ bail, thế là họ ở trong tù.
7 ngày hay bao nhiêu đó. Bởi vì không có tiền bail ra thì phải ở trong tù. Mà cái tù nhà, cái nhà tù của California bây giờ chật chội quá rồi. Cho nên họ nói rằng cái việc mà 25 này cũng giải quyết. Nếu mà chuyện nhỏ thôi, ông tòa nói thôi mày về khỏi đóng bail gì hết. Rồi quay trở lại thôi chứ không phải là ông đóng bail là không quay lại. Quay lại để mà thay vì phải đóng bail. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo quý vị nhé.